Và mình quay cho cái toàn khu cảnh bên trong, các bạn có thể thấy đây là có những cái ghế để ngồi nghỉ này. Đó, bên đây là toàn cảnh bên trong, nó cũng không rộng lắm. Và phía bên trên các bạn có thể thấy một cái mái vòm. Đó, ở trên nó cũng đơn giản, không có trang trí gì cầu kỳ. Nói, nếu mà không nói là nó không đẹp. Và các bạn sẽ thấy này, ở phía bên đây thì đó, cũng có một số cái cây nhìn nó làm cho nó săn mắt lên. Nói chung khi mà trang trí trong một cái ngôi nhà gì đó mà không có cây thì rất là, nói chung nhìn nó thiếu cái màu xanh bên trong là à đúng rồi, nó là một cái quán mà để mình cho các bạn, lại gần cho các bạn xem. Nó trong hầu như nó là quán nước thôi. Ở đây có một số món thực đơn. Đó, đem một số món ăn. Và khi bạn mệt hay là bạn có thể ngồi ăn ở đây, đó là bữa tối này. Đó, nó sẽ có những món như thế này. Mình nhìn nó khá là đơn giản. Và phía bên nó sẽ có một số nước uống. Đó, và các bạn thấy này, nó rất là đơn giản thôi, chứ không có gì cầu kỳ ở đây. Và bạn thấy này, đây là toàn cảnh mà chụp hình về buổi tối nha, nhìn rất là đẹp. Thì sơ qua về bên trong thì hầu như từ nãy giờ mình cũng quay là cũng gần hết cái cảnh bên trong rồi. Ở đây cũng là một, là mình lúc trước mình đâu có biết đâu, cái này là một cái máy gì đó mình không biết, và mình nghĩ nhiều bạn chắc cũng không biết về cái máy này. Đây là một cái máy mà đồ chơi mình dành cho con nít. Như đây các bạn thấy giá 200 yên, 400 yên, 300 yên và 200 yên đó. Thực ra mỗi máy có mình giá khác nhau. Khi bạn đút tiền 200 yên và ấn nút thì nó ra bên trong á. Các bạn có thể thấy nó, không biết mình có, các bạn có thấy rõ không đó, đó. Bên trong có một cái, thực ra nó là kẹo thôi. Nó chỉ là những viên kẹo chứ không có gì cả. Ấn nút thì khi mà nó nhìn cái máy nó, nhìn nó rất là hấp dẫn. Thì nó muốn mua thôi. Thực ra nó chỉ là kẹo. Con nít mà khi mà làm cái gì trang trí nó bắt mắt, nó đẹp thì là con nít nó rất là thích thú và nó đòi mua thôi. Và mình trở lại cái khúc này, phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Khi lên đèn đó, thì lại còn đẹp nữa.